Vitamin B12 và acid folic là hai loại vitamin rất quan trọng cho hoạt động của cơ thể. Tại sao vitamin B12 và acid folic lại quan trọng? Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo ra các tế bào máu mới, chẳng hạn như tế bào hồng cầu. Nó cũng cần thiết cho hệ thần kinh của quý vị hoạt động bình thường. Acid folic cũng là một vitamin rất cần thiết để tạo ra các tế bào mới. Axit folic đặc biệt quan trọng đối với những người mang thai. Axit folic rất cần thiết cho sự phát triển bình thường của bào thai, đặc biệt là trong những tuần đầu tiên của thai kỳ. Nếu một bào thai đang phát triển mà không có đủ axit folic, chúng có thể bị các dị tật, đặc biệt là dị tật ống thần kinh. Nguyên nhân gây ra thiếu vitamin B12 hoặc axit folic là gì? Sẽ có một số nguyên nhân dẫn đến thiếu vitamin B12 và axit folic. Thứ nhất, đó là quý vị không ăn đủ các loại thực phẩm có chứa những vitamin này. Axit folic có nhiều trong các loại rau và ngũ cốc. Cho nên, rất hiếm gặp thiếu hụt axit folic. Vitamin B12 thì được tìm thấy trong thịt và các sản phẩm từ động vật như trứng, sữa. Vitamin B12 thì thường thiếu ở những người ăn chay trường, tức là những người hầu như không ăn những sản phẩm từ động vật. Nguyên nhân thứ hai là rối loạn hấp thu. Nghĩa là quý vị vẫn ăn đầy đủ các thức ăn có chứa vitamin B12 và axit folic, nhưng cơ thể quý vị bị một số rối loạn không thể hấp thu hoặc sử dụng các vitamin này bình thường được. Một số nguyên nhân gây ra rối loạn hấp thu, chẳng hạn như bệnh thiếu máu ác tính. Trong bệnh lý này, dạ dày của quý vị không tổng hợp được một chất giúp hấp thụ vitamin B12, hoặc ở một số người phẫu thuật giảm cân cắt bỏ một phần dạ dày cũng có thể dẫn đến rối loạn hấp thu vitamin B12. Trong một số trường hợp khác, một số loại thuốc có thể có tác dụng phụ làm giảm hấp thu hoặc chuyển hóa vitamin B12 và axit folic. Một nguyên nhân thứ ba gây ra thiếu hụt vitamin B12 và axit folic đó là quý vị bị một số bệnh lý dẫn đến làm tăng nhu cầu sử dụng vitamin B12 và axit folic. Ví dụ trong trường hợp phụ nữ mang thai hoặc một số trường hợp thiếu máu. Triệu chứng của thiếu hụt vitamin B12 và axit folic là gì? Triệu chứng đầu tiên, đó là quý vị sẽ bị thiếu máu. Cả hai vitamin này đều cần thiết cho quá trình tạo máu. Bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị kiểm tra công thức máu để chẩn đoán thiếu máu. Thiếu máu do thiếu vitamin B12 và axit folic có thể ảnh hưởng đến cả ba dòng tế bào máu. Nếu thiếu hồng cầu, sẽ làm cho quý vị mệt mỏi. Hồng cầu là tế bào giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan. Không có hồng cầu, các cơ quan trong cơ thể sẽ thiếu oxy, làm cho quý vị mệt mỏi, thiếu năng lượng. Thiếu máu cũng sẽ làm cho quý vị khó thở, đặc biệt là khi vận động. Nếu thiếu bạch cầu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nếu thiếu tiểu cầu thì sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu. Bên cạnh đó, thiếu hụt vitamin B12 cũng có thể gây ra các triệu chứng khác liên quan đến thần kinh và não. Vitamin này cũng là một vitamin rất quan trọng cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Quý vị có thể sẽ bị tê bì hoặc mất cảm giác ở tay và chân. Quý vị cũng có thể sẽ cảm thấy yếu ở chân hoặc tay, làm cho quý vị khó đi lại cũng như làm một số việc hàng ngày. Quý vị cũng sẽ bị những rối loạn về thăng bằng. Quý vị cũng có thể sẽ bị những rối loạn về khí sắc thay đổi tâm trạng, trầm cảm, lo âu. Quý vị cũng có thể sẽ biểu hiện những triệu chứng của mất hoặc giảm trí nhớ. Tôi có nên đi khám bác sĩ hay không? Câu trả lời là có. Nếu như quý vị biểu hiện bất cứ triệu chứng gì như tôi kể ở trên, quý vị phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị. Có xét nghiệm để kiểm tra thiếu hụt vitamin B12 và axit folic hay không? Câu trả lời cũng là có. Nếu như bác sĩ nghi ngờ quý vị bị thiếu vitamin B12 hoặc acid folic thông qua những triệu chứng mà quý vị kể cho bác sĩ, bác sĩ sẽ cho quý vị làm các xét nghiệm máu để kiểm tra thiếu hụt các vitamin này. Và sau khi chẩn đoán thiếu hụt những vitamin này, thông thường bác sĩ sẽ muốn biết lý do tại sao. Bác sĩ sẽ hỏi quý vị về chế độ ăn và bác sĩ cũng có thể sẽ cho quý vị làm thêm một số xét nghiệm khác để tìm nguyên nhân gây ra thiếu hụt những vitamin này. Thiếu hụt vitamin B12 và axit folic được điều trị như thế nào? Nếu như quý vị bị thiếu hụt vitamin B12, thông thường bác sĩ sẽ cho quý vị uống bổ sung vitamin B12. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu bác sĩ có nghi ngờ quý vị bị thiếu hụt vitamin B12 do rối loạn hấp thu, bác sĩ có thể sẽ tiêm vitamin B12 cho quý vị. Đối với thiếu hụt axit folic, bác sĩ sẽ chỉ định cho quý vị uống bổ sung axit folic. Axit folic có thể được bổ sung dưới dạng thực phẩm chức năng. Nhưng cũng có một số thực phẩm quý vị ăn được người ta bổ sung thêm axit folic vào. Nếu quý vị mang thai hoặc dự định mang thai, bắt buộc quý vị phải bổ sung axit folic. Và trong trường hợp, nếu bác sĩ tìm thấy nguyên nhân gây ra thiếu hụt vitamin B12 và axit folic, Bác sĩ cũng sẽ giúp quý vị điều trị. Thiếu hụt vitamin B12 và axit folic có thể dự phòng được hay không? Câu trả lời là có. Quý vị có thể dự phòng thiếu hụt vitamin B12 và axit folic bằng cách ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều những vitamin này. Các loại thực phẩm có chứa vitamin B12 bao gồm bất kỳ loại thực phẩm nào từ động vật, chẳng hạn như thịt, cá, trứng và sữa. Nếu quý vị là một người ăn chay trường và không ăn bất kỳ loại thịt hoặc sản phẩm từ động vật nào, quý vị nên uống bổ sung vitamin B12. Các loại thực phẩm có chứa axit folic bao gồm trái cây và rau xanh. Những loại ngũ cốc cũng có chứa nhiều axit folic. Những người có phẫu thuật giảm cân thường sẽ không có đủ các vitamin này do rối loạn hấp thu, đặc biệt là vitamin B12. Nếu quý vị có phẫu thuật giảm cân, hãy thảo luận với bác sĩ của mình để được bổ sung những vitamin cần thiết. Đối với những người phụ nữ có dự định mang thai, bác sĩ có khuyến cáo quý vị uống một loại multi-vitamin dành cho phụ nữ mang thai có chứa ít nhất 400 microgram axit folic. Quý vị nên bắt đầu uống ít nhất là một tháng trước khi có ý định mang thai. Hy vọng bài nói chuyện này giúp quý vị hiểu hơn về thiếu hụt vitamin B12 và axit folic. Chúc quý vị sức khỏe.